mọi người, Lan Anh đây. Hôm nay Lan Anh sẽ làm một video hơi chill một chút để nói về mùa cuối năm của mình. Mùa cuối năm dạo này thì deadline cực kỳ luôn và mình cảm thấy khá là stress. Và mình thấy cái việc đi tập vào mỗi buổi sáng của mình nó giúp cho ngày của mình hạnh phúc hơn và vui vẻ hơn. Cho nên đó chính là lý do vì sao mà Lan Anh luôn đi tập vào buổi sáng để có thể tiết ra được hormone hạnh phúc và mình sẽ bắt đầu một ngày mới. Sau khi tập xong thì mình sẽ không tắm ở phòng tập, bởi vì tắm ở phòng tập rất là lạnh và mình rất là dễ bị cảm. Cho nên là mình chỉ thay một chiếc quần dài và mình đi về nhà tắm để cảm thấy thoải mái hơn thôi. Hôm nay thì đầu mình khá là bết rồi, nhưng mình thật ra vẫn chưa tới ngày gội đầu. Và hôm nay thì mình sẽ búi một cái kiểu mình đang rất là thích, búi thấp thấp, xong rồi mái nó hơi có vài sợi lưa thưa rồi đó mọi người. Cách này thì sẽ giúp cho mình bớt suy nghĩ hơn về việc hôm nay phải gội đầu như thế nào, sấy tóc ra làm sao, uống tóc sao cho nó đẹp, vậy thì vậy đó. Và hôm nay thì Lan Anh dùng một mùi nước hoa mà dạo này mình rất là thích, đó chính là mùi của trái cam của Jo Malone. Các bạn thử nha. Chúng mình sẽ đến với tiết mục chính ngày hôm nay, đó chính là làm sao để xinh xắn hơn trong vòng 5 phút. Làn da khô như mình thì không thể sống thiếu các bước dưỡng ẩm được. Mùa Tết này thì Sài Gòn hơi lạnh, cho nên là mình layers nhiều lớp mỏng và chỉ ưu tiên về độ ẩm cho da nhiều hơn. Một lớp sữa dưỡng trước để da mình mềm cái lớp sừng. Mình học được cách xoay tròn các bước dưỡng để các dưỡng chất đi sâu vào lỗ chân lông tốt hơn. Cái sữa dưỡng này thì mình thấy hợp với mọi loại da nha. Có mùi thơm nhẹ và nếu các bạn có da dầu thì mình thấy cái lớp này là ổn rồi. Mùa cuối năm luôn là thời gian bận rộn của mọi người, trong đó có mình nữa. Phải nói là stress từ trong ra ngoài luôn á. Ngoài việc ăn uống nghỉ ngơi điều độ lại thì mình thấy là mình quay lại với em serum dành cho da stress này. Thì các loại khuẩn giúp cho da của mình đầy đủ dinh dưỡng hơn để chống chọi với deadline và sự mệt mỏi đó mọi người. Dạo này thì mình rất là chăm dùng kem chống nắng nha. Chăm ở đây là chăm thoa lại đó mọi người. Có những ngày mình thoa lại tận 4 lần bởi vì mình đi ngoài đường quá nhiều. Mình thích lớp kem chống nắng của mình phải thật là mỏng, mịn, dễ tán và dễ thoa lại trong ngày. Mình nhận ra là khi mình chăm thoa lại kem chống nắng thì da mình đỡ sạm hơn là nhiều, cũng như là khỏe hơn trong mùa lạnh mà tia UVA vẫn xuyên qua được màng mây. Những ngày mà mình không có đi tập nhưng mà mình vẫn ở ngoài đường nhiều thì mình cũng thấy chọn kem chống nắng có thể kháng nước và mồ hôi là tuyệt vời nhất. Bởi vì da mình lúc nào nhìn nó cũng sẽ sáng và khô ráo, không có bị xỉn mồ hôi. Nếu mà có makeup thì nó cũng không có bám bụi nhiều. Đối với mình, kem chống nắng là liệu pháp chống già tuyệt vời nhất. Mình sắp ngưỡng cuối tuổi 20 rồi. Chọn sản phẩm dưỡng da cũng thông minh hơn nhưng mà vẫn tiết kiệm được khá nha. Lâu lắm rồi mình mới tìm được một loại kem chống nắng ưng đến vậy đó. Càng lớn càng thấm câu thời gian là vàng bạc, cho nên mình tiết kiệm khoảng thời gian kẻ chân mày và chút mascara để thư thả vào mỗi sáng hơn. Mình đã đi làm một cái phương pháp gọi là dựng lông mày. Mới đầu thì nhìn hơi buồn cười nhưng mà sau khi vào nếp và kẻ thêm chút xíu đuôi tầm 20 giây thôi thì mình thấy đẹp. Đẹp đến độ đi đâu ai cũng hỏi luôn mọi người. Lông mi của mình cũng vậy. Trộm vía là lông mi của mình dài cho nên uốn lên nhìn cũng như nối vậy á. Nhưng mà già rồi mọi người, mắt của mình có hơi yếu cho nên mình không có nối mi nổi nữa. Thật ra uống mi thì cũng không có tốt đâu mọi người. Mùa cuối năm bận rộn quá cho nên là mình uống cho nó lạ với lại tiết kiệm thời gian đôi chút thôi. Tới bước má hồng thì mọi người có thể thấy là mình dạo này rất là thích dùng má hồng dạng kem á. Trời, nó dễ thương và nó làm cho mình có nhiều sức sống hơn. Son cũng vậy, son bóng để cho mô của mình nó mọng nước và nhìn mình tươi tắn trẻ ra hơn. Đó, khúc này là mình diễn một chút nè. Và không thể bắt đầu một ngày làm việc của mình nếu mà mình không có cà phê được.
có ai team cà phê giống mình không. Mình thì pha sẵn cà phê sữa để ở mỗi tối, sau đó thì mình chỉ lấy ra bỏ đá khi nào mình cần uống thôi, và bắt đầu thời gian làm việc của mình. Nhìn thì có vẻ nhiều bước, nhưng mà thật ra là mình đã quen với các sản phẩm và cái routine của mình rồi, cho nên là mình chỉ mất tầm 5 đến 7 phút thôi. Có những hôm mệt mỏi, lười làm tóc gội đầu á, thì mình nghĩ là mọi người cứ như mình búi lên rồi skincare thôi. Mình ok, I'm fine. Sắp tới lâm lịch rồi á, cho nên là mình nhớ giữ gìn sức khỏe và thời gian để còn dọn nhà nữa mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở các video sau. Bye bye.